Chúng ta vừa làm quen với các động tác trong bài Walking Ball. Bây giờ các bạn sẽ cùng tôi và các huấn luyện viên trong câu lạc bộ La Zumba tập lại bài này một lần nữa với nhạc nhé. Thể hình với những điệu nhảy đã nổi tiếng trên toàn thế giới. Bài tập được thiết kế đơn giản, dễ thực hiện dưới nền nhạc Latin chắc chắn sẽ đem đến cho bạn những giây phút trải nghiệm tuyệt vời. Bạn sẽ học cách lắc hông, lắc người và thực hiện những động tác xoay người điêu luyện, giúp cơ thể tiêu hao năng lượng rất hiệu quả, đốt mỡ thừa toàn thân và làm săn chắc nhiều nhóm cơ cùng một lúc. Ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng tập lại một lần nữa điệu merengue và bachata với các huấn luyện viên đến từ câu lạc bộ La Zumba. Và bây giờ tôi sẽ giới thiệu với các bạn một bài Zumba thuộc điệu merengue gồm những tổ hợp như sau. Các bạn sẽ tập cùng với tôi nhé. Tổ hợp 1 này, các bạn sẽ bước chân phải lên này, check 45 độ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sau đấy các bạn sẽ kết hợp tay. Rồi, nhớ đẩy hông lên cho mình nhá. Nén chặt gót xuống này. Ok, sau đấy các bạn sẽ quay cùng với mình này. Quay, rồi, tổ hợp số 2 này. Các bạn sẽ để hông sang phải cho mình, đẩy 1, 2, sau đấy các bạn sẽ kéo về. Nhớ hóp chặt bụng. Tiếp theo khi các bạn về rồi thì các bạn sẽ bước chân lên cho mình hình chữ V. Nhớ đẩy hông này. Sau đấy mình sẽ bước hình chữ V ngược. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tổ hợp tiếp theo, các bạn sẽ làm check 45 độ, cha cha cho mình này. 1, 2, cha cha cha, 1, 2, cha cha cha. Kết hợp đẩy tay này và các bạn sẽ làm thêm một chút sóng. 1, 2, cha cha cha, 1, 2, cha cha cha. Và các bạn sẽ đi sang hai bước này. 1, 2, 3, 4, trùng gối này và đẩy cho mình hông. Cái này sẽ ép lườn này. Được chưa? Lại nhá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tổ hợp cuối cùng này, các bạn sẽ mở rộng chân bằng vai và nhớ gập bụng cho mình. Sau đó các bạn sẽ đẩy lên. 1, 2, 3, gót. 1, 2, 3, bật gót. 1, 2, 3, bật gót. Sau đấy mình sẽ lùi lại. Hôm nay
nay mình sẽ hướng dẫn các bạn một bài tập có tên là Walking Ball. Và bài tập này có những động tác như sau, các bạn cùng tập với mình nhé. Động tác đầu tiên, chúng ta sẽ xoay hông 2 lần sang bên phải và 2 lần sang bên trái kết hợp với tay. 1, 2, 3, 4 và chúng ta sẽ làm đơn. Đơn 1, đơn 2, sau đó chúng ta sẽ xoay mông tròn 2 nhịp. Động tác này chúng ta sẽ làm trong 2 lần 8 nhịp. Và sau đó chúng ta sẽ có tổ hợp thứ hai, đó là tổ hợp cha cha chéo chân. Bước này như sau, chúng ta đứng ở vị trí ban đầu, chân phải bước ra, nhịp 1, nhịp 2 đổi chân, nhịp 3 chéo chân phải lên trước chân trái và cha cha cha. Nhịp 5 chúng ta sẽ chéo chân trái lên, 6 cha cha cha, chúng ta làm 3 lần bước này, cha 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 và kết thúc ở đây với trọng tâm dồn vào chân phải. Chúng ta sẽ quay sang bên trái một vòng. Từ đây kết thúc động tác đầu tiên. Động tác này chúng ta sẽ làm trong 2 lần 8 nhịp. Chúng ta sẽ tập lại động tác này 2 lần 8 nhịp. 1, 2, cha cha cha. 2, 2, cha cha cha. 3, 2, cha cha cha. Dừng. Từ đây quay tròn sang bên trái. Kết thúc, chúng ta sẽ đi bước cha cha, bước tách. Bước nhịp đầu tiên chúng ta sẽ bước chân phải sang nhịp 1, nhịp 2 thu chân về, nhịp 3 cha cha cha. Và ở nhịp 5 chúng ta sẽ quay 180 độ. 5, 6, cha cha cha. Từ đây chúng ta sẽ đánh hông bachata và tay giơ cao. 1, 2, 3 and 4, 5, 6, 7 and 8. Lặp lại động tác này và quay trở lại vị trí ban đầu. 1, 2, cha cha cha. 5, 6, cha cha cha. Bước tiếp theo, cha cha tách. 1, 2, cha cha cha. Quay hông, 3, cha cha cha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tiếp. Và chúng ta sẽ dùng sóng 5, 6, 7, 8 và kết thúc. Tờ thứ 3 chúng ta sẽ sử dụng bước lướt trong bachata, tức là 1 tà 2 tà 3 tà hít. Và tiếp theo 5 tà 6 tà 7 tà hít. Chúng ta sẽ làm hoàn chỉnh bước này như sau. Đưa tay lên cao, lướt chân 1.2.3 hít, 5.6.7 hít. Từ đây chúng ta sẽ đi bước bachata basic đi xuống. 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chúng ta sẽ làm bước này 2 lần 8 nhịp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Thưa quý vị và các bạn, có thể nhận thấy rằng khiêu vũ thể hình là một bộ môn thể thao rất tuyệt vời, đem lại rất nhiều lợi ích đối với sức khỏe. Và hy vọng rằng những giai điệu sôi động vừa rồi thì đã giúp cho quý vị và các bạn có thể bắt đầu một ngày mới tràn đầy năng lượng. Và đừng quên theo dõi chương trình thể dục theo mùa của chúng tôi được phát sóng trên VTV2 của Đài Truyền hình Việt Nam. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau. Ngày 11 tháng 1 năm 2016, VTV Cap chính thức ra mắt dịch vụ mới. VTV Cap On, truyền hình theo yêu cầu. Thưởng thức kho phim khổng lồ, cùng các kênh truyền hình yêu thích. Qua các thiết bị kết nối Internet, hoặc đầu thu thế hệ mới của VTV Cap Hybrid. Thông tin chi tiết liên hệ ngay 1900 1515. Gia đình.
Khán giả yêu âm nhạc sẽ gặp lại Quang Dũng, Quang Linh, Cẩm Ly và Đan Trường ở một vai trò mới. Huấn luyện viên trong chương trình truyền hình thực tế Thần Tượng Bolero phát sóng từ 27 tháng 1 trên VTV3. MC Đại Nghĩa có duyên với game show Con Biết Tuốt. Trong số thứ tư phát sóng ngày 25 tháng 1, một trong hai gia đình tham gia đã chinh phục được tất cả thử thách và giành phần thưởng tối đa trị giá 115 triệu đồng. Diễn viên Minh Thảo bật mí, vai Hoàng Hoa trong phim Nữ Cảnh Sát Tập Sự đang phát sóng trên VTV3 là vai chính đầu tiên mà cô đảm nhiệm. Trong phim này, Minh Thảo đã phải sử dụng rất nhiều sức lực cho các pha đánh đấm. Luôn dí dỏm, hài hước và chủ động trên sân khấu, diễn viên hài Minh Béo sẽ trổ tài như thế nào nếu ngồi trên chiếc ghế nóng của Ai Là Triệu Phú số Tết Bính Thân? Bước nhảy hoàn vũ mùa 7 sẽ khởi động trên sóng VTV3 từ 30 tháng 1 với sự tham gia của 12 thí sinh Lâm Chi Khanh, Hồng Quế, Trang Pháp, Emily, ST365, Jennifer Phạm, Minh Trung, Thuận Nguyễn, Diệu Nhi, Khả Ngân, Vũ Ngọc Anh, Khánh My. Những cung âm thanh. Những bậc cảm xúc ẩn trong đam mê sáng tạo từ đôi bàn tay tinh tế của các nghệ nhân làm nên những giai điệu đẹp của âm nhạc dân tộc Việt Nam. Khám phá nhạc cụ truyền thống Việt 21 giờ 30 phút chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV2. Ở trung tâm nước Ý, hiện thân của văn hóa lịch sử Tucani, một cảnh quan tuyệt vời giữa biển và núi, những thị trấn tráng lệ, những ngôi làng nổi bật. Tucani, một quá khứ huy hoàng và nổi bật, một vẻ đẹp nước Ý. Khám phá thế giới 15:30 ngày 21 tháng 1 trên VTV2. Kính chào quý vị và bà con, Hoài Đảm và Thu Hằng rất vui khi được tiếp tục đồng hành cùng quý vị và bà con trong chương trình Bạn của Nhà Nông, chương trình truyền hình chuyên về nông nghiệp do Ban Khoa giáo Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện. Với nội dung bám sát thực tế cùng với hình thức thể hiện phong phú thì hy vọng rằng chương trình sẽ đem lại thật nhiều kiến thức, thông tin bổ ích cho bà con nông dân nói riêng và khán giả truyền hình nói chung. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những nội dung chính có trong chương trình Bạn của Nhà Nông ngày hôm nay. Thông tin chính sách thị trường. Nhà nông cần biết với những lưu ý khi thu hoạch và bảo quản hạt mắc ca. Nhà nông Triệu Phú với gương thanh niên lập nghiệp từ nhân giống cây dược liệu. Kỹ thuật nhà nông, kinh nghiệm làm VAC trên vùng đất cát. Tư vấn nhà nông, những hiểu biết về việc chăn nuôi lợn an toàn sinh học. Mở đầu chương trình, chúng tôi mời quý vị và bà con cùng cập nhật một số thông tin trong lĩnh vực nông nghiệp qua tiểu mục Thông tin chính sách thị trường. Nông dân trồng bưởi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai cho biết, năm nay thị trường bưởi Tết sốt giá sớm. Do ảnh hưởng bất lợi của thời tiết, năng suất của nhiều vườn bưởi giảm so với mọi năm nên thương lái đổ về vườn sớm, đặt giá cao để gom hàng cho thị trường Tết Nguyên đán 2016. Cụ thể, giá mua cả vườn bưởi đường lá cam tại Tân Triều hiện ở mức 450-500 ngàn trên một trục. Giá bưởi đường lá cam loại 1 bán tại vườn ở mức 600 ngàn đồng trên một trục, tăng 200 ngàn đồng trên một trục so với cùng kỳ năm ngoái. Giá bưởi da xanh ruột hồng hiện cũng lên đến mức 50-55 ngàn đồng trên 1 kg, tăng cả chục ngàn đồng trên 1 kg so với cùng kỳ năm ngoái. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, viết tắt là VASEP, xuất khẩu thủy sản năm 2015 ước đạt 6,7 tỷ đô la, giảm 14,5% so với